Bồn chưa kêu mua tỏi trên hâm, mong mua tỏi tắc bằng lời trình công dường miệt vả trong đài truyền hình Việt Nam gì. Mua tỏi trên hâm, canh lộ khoai lám pháo dầm có nông tóng mãi mãi dầm về đài khoai dầm bồ nhị cua, vân đồn túi hiu tháo đài với nông tóng mãi mãi tại chết dầm nay, kêu với mãi mãi có thể hàng của mãi chói, dầm cua đại Việt ta kêu có cua khả lệnh dầm kề hên. Chuồng cứu chư bua tháo vân đồn liều bếp mẳng tế tiểu mài ruồi trầm lùng đào ban buồn trầm nay kêu bếp nhằn có buồn huấn nhằn hang ô trà mực trầm vân đồn nay bếp chật buồn huấn nhằn chếp mẳng khang buồn huấn nhằn trầm Quảng Ninh xanh nay bếp siêu tú mải tháo bè sao. Tốt chỗ canh thế kỷ chậm dậy, kháng ủng tí Lý Anh Tông Úc Khang, vân đồn bến chẳng tờ rất non tóm càng mãi mãi trong quốc Đại Việt. Đây là thương cảng sầm uất nhất Việt Nam. Dâm dì thế kỷ quý nái bên hồng tống bài mãi chăm nhất Việt Nam. Tàu buôn cần có của Việt Nam mãi mãi. Lô hôi bếp dệt kế thống truyền dâm chắp năm đào bánh đáo tháo bài y bếp tiểu bánh dâm quốc vĩnh bái từ Long dâm Quảng Ninh. Bác chí năm đào bài châm tống tại khói vân đồn, bến chàng năm tống vân đô mãi mãi. Giáo buồn tổng xe mái tháo khát đại buồn có nồng thuyền trên biển hai tại bình giáo bành on. Bộ đống tóm đài bếp châm cái làng châm vũ bành bỏ man độ tông bá giá đảo quan lạn. Lám quý phải dì khiên cứu đại khói phong biệt. Phốc hiên châm tóm càng mãi mãi vân đồn lộ khói mái sông mày. Đàn khói này tấy đài bếp địa trá trên bảng buộc châm có nọc vắng sông siêu châm mài bảo tàng cứu bếp có tóm địch lưu. Trên tóm càng mãi mãi lộ khói. Dân tiêu cao đại khói mài trăm tiều liều bất siêu lống mài có làn ủng tỏ con vần chết mài dâm có tiểu câu con cứu tỏi dâm sâu cứu có buồn khứa cầm tốt siêu ăn. Chiếc căn còn đốt khác này để chặn phân đồn phần tốt mẳng bê chật xanh tóng láo chào dịch vụ kháng cứu bất tỏ con bài chuyên kiệt cua tàu và tiểu lám pháo buôn lầm tóng kinh tế trầm bắc bộ. Kêu anh thêm nái tổng chiếc mày đầu tư bên chẳng trần hâm tóng chào tốt chăm làn lo tháo nai liều bất chủng mẳng có tóng đại khoai vân đồn. Tổng xếp mãi mãi biển trăm hang ô tóng vịnh Hạ Long, quyền đào phân đồn sách Quảng Ninh vận bài dân tiểu ruổi bài on, có năm tóng giáo xin vận chức chủ tú ấy cằn cằn mai. Trâm trộn tếm bài trâm vịnh bái tử Long phân đồn, mài đài khói mài lầm bạch bọ, tẩu thức bên tràng vắng mảng ruồi. Mài buồn đào tẩy quang cứu bành đau, vân đồn bắt bến tràng trăm năm tóng phái mài ruồi khởi lệnh tỏi. Tàu thúc mài tiểu bột khởi lệnh buồn biển khẽ khít láo mằng. Tóng cháu xin bành đao bây giờ năm tóng. Mài có tóng cháu xin bài quyến kéo on lống dường phần đồn. Mài bành phai bẹ đao bến chẳng năm tóng lo tháo dầm án hướng kéo với chốt mằng đại khôi. Tói cứu Ngọc Anh dân lan biên chấp quyền đảo. Tông xếp thấy biên buôn thóng biển lún dường phần đồn. Bếp chiên hai ói lống khiết túc con kiếm biển khẽ bình còn đỗ dầm nay tẩy bùng. Lù khôi câu con đảng dầm nay trên mặt cổ ồn búng ngọc thần hai tẩu thức bền chàng con hồng đào bành bọ liều bếch tăng cao thủ trạ phu cấu biển dân. Các ngày cổ ồn tổng bếch chiên hai tẩy châm bếch nhị trên mặt đồng bú khều bái tử Long. Châm bái tử Long nay bếch chật buồn châm Hạ Long dân hâm vắng ruồi châm lùng đi. Hít mài biển khét tháo chiếc đại khói vân đồn, Ngọc Anh chiếc tỏ tháo tiểu trầu đáng, chờ tiểu trầu mài châm, ô tóng cháo xin bành đao tốt trăm làn biển lún ói. Bạn chiếc buồn nát mài khá nhủ máy. Chiếc buồn nát tiểu trầu đi trên với khẩn lệnh, đi chiếc mảng hang nằm vắng của mạng Đà Vít dân Việt Nam. Mài trăm làn biển trong bách ói lò tháng nay liệu bách trục vắng. Hai làn biển tháo vân đồn tổng bay chốt nai tài liều bắt chụp trên hòm phắng liều tỏ ruốn mằng. Vân đồn mắt cháy mài đại khôi vầm mềm cứu bếp bệnh phai bẹ bếp sông xếp mài bệnh bọ cứu con hòm tống chụp vắng dạo
tu chăm làn oi tháo. Bánh đau phát chầu trong bút vân đồn khen tóng út đô thị phương đông đại bách năm tóng tháo chuột phán khít mình theo vân đồn kêu út khải đăng mãi chuất đại khoi bánh bọ mảng bột đỏ nhất trầm phương đông. Thủy Linh khiếu mái vân đồn chém bài cũ vẽ năm đảo khô phái khai lệnh tỏi chấm nay mãi tháo nghỉ chập năm đảo chém bài biển chàng dâm. Hắc buồn ngắm sâu nay đại bách đảo cái bầu nay bên trận hòm đảo chính châm út vân đồn giật vùng với bảnh bọ giật vùng với đại khoi mẳng chiên với ruồi châm vân đồn út màu ruồi nhất nại bách biểu út màu khả kiếu bách chiêu đại bầu bách mình lo láo chảo căn út với khá phạm triệp tháo chu khả sảnh nhảy bên nay bên lo mình cháo xin liếu bách dạo con hòm tống châm nay mình hắn có nông tống đào trâm u ngọc vừng cứu với quan lạn. Vân đồn bắt chơi siêu tới mải biển khét ói tháo mải phẩm men cứu có nông đào trâm vịnh bái tử long bên địa trần vân đồn găm thuốc đầu tư tàu thuốc tế tóng ruồi liều mải trăm làn biển ói tháo. Lục hướng trần trầm trâm út tuần trâm quyền đảo vân đồn tổng chấp mài biển trăm kế bắt mài nhạc vòng trâm út tóng đồ thị phương đông nát bến chàng trần hông tóng tháo chỗ vắng liều bắt trăm lần biển tẩy vùng kéo khẽ oi tháo cũng nhộn nhịp hơn với dàn nhạc nước tại khu đô thị phương đông. Đây trở thành một địa điểm check in miễn phí hấp dẫn cả người dân địa phương và du khách. Trong cảng cái rồng đi chặn găm tàu cao cho du lịch trầm vân đồn vậy căn hai biển khẽ chiếc pháo tàu bình chiếc trên tế đảo trầm vịnh bái tử long kêu bách tống đại khoi quảng đình tốt siêu mẳng và giật quần beo trầm đại khoi khô nhất dầm nai bắc nếu khoi nai bình hái nhận hái nhủng hát nay chứ bùa trên mình lo liều và hưu. Tàu hăng út chả mực vân đồn với trật thành khuôn nhận tổng bách chấm chính cả nước hít nề sồng bê nhâm út hít ngầm cho chuốt phải bách túc ăn nắm. Này, bên chẳng trật khuôn nhận trên bài khu chấm nay. Vân đồn với trật tống bình cho bèo quen, mạch nhuần lẩy chăm, mài chăm thành bèo, chấm nải với mài tê bèo tốt chăm làn biển khẽ run hít mình theo dầm đào đại khôi. Mực tước chính căn bến chàng dàn mài chắp thành châm nải chà mực nồng vua trồng nay bây giờ thành chống bãi trồng kiện đảo bến chàng dây quần của nhàn tây vùng chống mài bây giờ làn biển dung chuất trong phân đồn ông Nguyễn Đình Tuấn đà bách liều chi cổ tiểu lo chuất tiểu chấu khả lệnh kít chuồng kéo quần beo mực khô kéo bèo dài vông trong kiện đảo tàu bến chàng chà mực vân đồn khuất nùng liều bất chốt chả mực này bất chật thành mực chết khô tốt chó chầm tóng vân đô chầm có tóng hang cô tô vân đồn bạch long vĩ mực xuân chốt chả bên này bất chật buồn mực chết khô can chật choan tọc pháo o tổng bách u mực vái mau o để chê mạch khô ô khít chính mực liều chấu tốt mày khu tổng bách chấm mặt rảnh kéo bách nụng chuẩn viên mặt gai cứu bách cát bến á tới kéo hát từ làn biển chỗ quyến hang diệu tuần đai bay gang và chí phút đã bách châu thức bến tràng hát có áo mực nề xếp bẹ khô khô hàng nay sau mai để khi nay chế bách khấu mà chợ tuấn thì cháu chị chồng chấu chạm mực đang hít tai chật á hang nai bê đà bê cát tóc mài pín nê chẳng ói cháu tóc pín bê bùa chê chấm bài khăn mực nai cứu bê có thành trốn kêu bê trông gai bèo trải vâm mài trầu cứu bê lại đang nê hít nai bùa chê trông
trong buôn đề chế mải mau mải nhấn. Trong hai khít buôn đề chế buồn lưu bếp buôn lại đang tạo biệt. Chế buồn nét khăn nét tổng bắt chấu với khâu chết nổng bù trong hát nét trong đồng hái lào xí tụ. Trong bài triệp tháo chở hôm phút này tổng xếp bến. Chết trong buột tháo khai khít, buột nếp buồn o nay để xem buồn liều, bên này chơi kít nhầu kiểu tỏi, kít phải tạc cùi nay để cầu triệt, bên này chơi cầu lống. Ói khu bếp buồn nếp trông kéo bếp chún, bị mình cắp trông. Nồng bút trông đại bách tổng bách trật tiểu liệu bách châu cần lộ khoai tẩu thức bến tràng thành tràng mực phần đồn nhàn khô. Nồng bút trông chết chấu bùn bùn o để xếp kít đó kiểu tỏi mài nhầu mài ruồn. Trông hăng nai bách tu mấy cánh. Trông hăng nai bê mặn tu can để chặn bê đạo châu xuông hăng quần tràng mực chấm nay. Hăng nai cho cho tài liệu bách tọc mình chín. Người hít nách tố nách buồn dầu nách bịa chanh lưu trên nách bên chàng chật á. Phát nách hít ó nách bên á bắt tàu dầu tàu ăn bịa bu liều nề mát nít bua lưu bên nách bên chàng chật á ngam nhận liều bắt tàu bịa chanh chín. Chả mực nhàn úc hít sông bách tròn về khu nhất, mực nì xếp đang vào nhấn, anh cứu mải bẹt chiều bẹt nhàn lưu với mát lũ khu tụ. Mát chơi chạy buồn khuôn nhàn ền tăng, bách nì chẳng chả mực vân đồn đạp bến chàng chạy tiêu mảng buôn khuôn nhàn trầm Quảng Ninh xanh, chiêu tốt mải tháo bẹt vào.